Các bạn đã quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình giới thiệu các mẫu nhà do công ty thiết kế ngày hôm nay. Công ty Gen Hall chúng tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái mẫu nhà do công ty thiết kế và đã hoàn thiện tới 90%. Chỉ còn một chút nữa là ngôi nhà sẽ được hoàn thiện. Toàn bộ các mẫu về nội ngoại thất đều do công ty Gen Hall chúng tôi thiết kế và thi công. Ngôi nhà với tổng diện tích chiều mặt tiền là 4,5 m phủ bì và chiều sâu là 20 m tính từ mép hiên này đến hết. Các bạn quan sát thấy ngôi nhà với cái màu sơn chủ đạo là màu trắng sứ. Ở cái vị trí này thì các bạn sẽ quan sát được toàn bộ tổng thể cái chiều dài của ngôi nhà đây. Chiều sâu này là 20 m và chiều mặt tiền của ngôi nhà này là 4,5 m. Toàn bộ phần thiết kế, thi công và nội ngoại thất đều do công ty Gen Hall chúng tôi thiết kế và thi công. Công ty cổ phần nội thất và kiến trúc Gen Hall xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế và bản vẽ, hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình cũng như ở phần mô tả để nhận được các cái mẫu thiết kế và bản vẽ. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là số điện thoại của nhà xe Việt Tiến, chuyên tuyến Sài Gòn, Long Xuyên, Cần Thơ, Rạch Giá và Hà Tiên. Đây có các số điện thoại trên màn hình đây. Các bạn có nhu cầu đi xe thì liên hệ trên số điện thoại trên màn hình nhà xe Việt Tiến. Quý khách hàng ở khu vực phía Bắc có nhu cầu đi xe thì hãy liên hệ với nhà xe của chúng tôi. Đây là cái phần ở phía ngoài gia chủ làm thấp xuống một bậc để phân biệt giữa cái không gian bên ngoài và cái phòng khách bên trong. Toàn bộ cái khu vực phòng khách và cầu thang thì gia chủ đều bố trí là ốp gỗ. Rất là đẹp. Diện tích phòng khách là 24 m². Là ba bậc để phân biệt giữa khu vực phòng bên ngoài và phòng khách.
Cái trần này là cái trần là cái thổ hành mẫu trần này là vào mỏng nhưng nó mỏng luôn hai mà triệu rưỡi một để nó mét vuông mỏng mà để nó bằng mỏng gỗ là gỗ đinh hương. Cửa này nó hút gió nhỉ. Nhà này của anh ví dụ như là 300 mét vuông thì đi nhiều là xem nhiều mẫu rồi cho nên là xin phép ký hai cửa sổ phía bên tay trái cầu thang, cái hành lang này là 1m2 rất là rộng. Trái cầu thang thì có một cái nhà vệ sinh chung này. Một nhà vệ sinh chung 7 mét vuông, rất là rộng. Nội thất đẹp. Tiếp tục là hai phòng nữa, phòng nằm ở bên trên phòng khách. Và phòng ở phía bên trên cái phòng ở phía ngoài cùng. Đi ra cái hiên ở phía bên ngoài. Cửa này là bên trên cái hiên này đây. Bên trên cái mái chéo đây. Đứng
từ trên tầng thứ hai nhìn lên này. Rất là đẹp. Các phòng diện tích đều rộng từ 12 đến 15 mét vuông. Cầu thang thì đều ốp bằng gỗ lim hết, cổ thì bằng đá hoa cương, gọi là đá rất đắt tiền. Cổ thoáng, cầu thang rất là đẹp. Đây là trên tầng 3. Trên tầng 3 thì phía bên tay phải cầu thang thì là một cái phòng gia chủ làm bố trí làm sân phơi và để tét nước. Người tét nước rất là lớn. Và phía bên tay trái cầu thang thì kết cấu các phòng cũng như nhau. Một vệ sinh và hai phòng nữa. Diện tích hành lang và các cái phòng đều như nhau. Diện tích các phòng này. Đây là phòng ngoài cùng. Ngoài cùng thì chắc sau này ta chủ bố trí là phòng thờ. Và đồ mái chéo rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế và bản vẽ thì hãy liên hệ với công ty hoặc để lại số điện thoại, công ty sẽ trực tiếp điện thoại tư vấn miễn phí cho các bạn để các bạn tìm được những mẫu nhà đẹp và ưng ý cho mình và gia đình mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.